Những giai điệu này từng rất quen thuộc trong phim điện ảnh Mắt Biếc, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Phạm Đình Thái Ngân cũng chính là người lồng tiếng cho nhân vật Ngạn với chất giọng trầm ấm và nhiều cảm xúc. Hôm 12 tháng 2 năm 2022, nam ca sĩ lại có thêm một vinh dự khác khi hợp tác cùng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thông qua dự án sách nói Mắt Biếc. Giống như chú Ánh cũng đã từng coi phim và cũng biết tới Phạm Đình Thái Ngân, và Phạm Đình Thái Ngân cũng rất là thích chú Nguyễn Nhật Ánh, nhưng mà đây là lần đầu tiên hai chú cháu gặp nhau và nói chuyện với nhau, cho nên là cảm thấy rất là thân thuộc, bởi vì ba của Ngân cũng là người Quảng Nam và chú Nguyễn Nhật Ánh cũng vậy. Cho nên là nãy Ngân có nói là chú rất là giống ba của con, từ cái giọng nói cho tới cái dáng điệu cho tới mọi thứ luôn. Trong lần đầu thử sức thu sách nói, Phạm Đình Thái Ngân cảm thấy vừa háo hức vừa áp lực. Nam ca sĩ cho biết anh đã đọc lại Mắt Biếc nhiều lần trước khi vào phòng thu. Lòng tiếng phim thì nó cần nhiều cái biểu cảm ở trong giọng nói hơn. Có nghĩa là lúc mà khi mà Ngân lồng tiếng phim thì Ngân phải diễn thật sự luôn gián tiếp. Ví dụ như là anh Ngạn trong đó anh đi bộ, thì cái giọng khi mà vừa đi bộ vừa nói nó sẽ có cái gì đó nó sóc sóc lên một tí xíu, chứ không phải là giống như mình đứng bình thường. Thì Ngân cũng phải đi bộ, khi mà anh chạy mình cũng phải chạy, anh đạp xe đạp mình cũng phải đạp xe đạp. Có nghĩa là Ngân dùng cái từ đó là Ngân được diễn gián tiếp. Còn khi mà đọc sách nói thì nó lại là một cái kiểu khó khác, có nghĩa là mình ngồi một chỗ nhưng mà mình vẫn phải cố gắng làm sao cho cái giọng của mình nó truyền cảm, nó vừa phải, nó không quá over. Ngân nghĩ đó là cái khi mà cho người nghe cảm giác dễ chịu nhất, đó là cái điều quan trọng. Tại sự kiện, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng lên tiếng về vấn nạn sách nói lậu, bởi trên mạng xã hội có nhiều sách nói không có bản quyền. Ông cho rằng điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến trải nghiệm của những người nghe sách. Theo thông tin từ Voice FM, từ khi ký kết hợp tác, phòng bản quyền của ứng dụng này đã báo cáo để gỡ bỏ hàng ngàn nội dung sách nói vi phạm bản quyền của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trên các trang mạng xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi của đối tác.